Xin chào các em học sinh lớp 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu để thấy tâm trạng của một thanh niên say mê lý tưởng. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là bài phân tích bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu để thấy tâm trạng của một thanh niên say mê lý tưởng. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Trong nền văn học Việt Nam, Tố Hữu được coi là lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng. Từ một thanh niên trí thức tiểu thư sản được giác ngộ lý tưởng, Tố Hữu đã trở thành một chiến sĩ cộng sản. Thơ Tố Hữu gắn với cuộc sống cách mạng và chính trị thời sự đất nước. Từ Ấy là chặng đường đầu của thơ Tố Hữu. Từ Ấy là bài thơ có ý nghĩa mở đầu và cũng có ý nghĩa như một tuyên ngôn về lẽ sống của một chiến sĩ cách mạng, cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của nhà thơ. Bài thơ cũng là tâm nguyện của người thanh niên yêu nước, niềm vui sướng, say mê mãnh liệt, những nhận thức mới về lẽ sống, sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm. Tâm trạng nhà thơ có sự vận động qua ba khổ thơ, niềm vui sướng, say mê gặp lý tưởng, khổ 1, những nhận thức mới về lẽ sống, khổ 2, sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm, khổ 3. Sự vận động của tâm trạng nhà thơ được thể hiện sinh động bằng những hình ảnh tươi sáng, các biện pháp tu từ gợi cảm và ngôn ngữ giàu nhạc điệu. Hai câu thơ mở đầu được viết theo bút pháp tự sự, nhà thơ kể lại một kỷ niệm không quên của đời mình. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Từ ấy là cái mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời cách mạng và đời thơ của Tố Hữu. Khi đó nhà thơ mới 18 tuổi, đang hoạt động tích cực trong đoàn thanh niên Cộng sản Huế, được giác ngộ lý tưởng Cộng sản, được kết nạp vào đảng bằng những hình ảnh ẩn dụ nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Tố Hữu khẳng định lý tưởng cách mạng như một nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ. Nguồn sáng ấy không phải là ánh thu vàng nhẹ hay ánh xuân dịu dàng, mà là ánh sáng rực rỡ của một ngày nắng hạ. Hơn thế, nguồn sáng ấy còn là mặt trời, và là mặt trời khác thường, mặt trời chân lý, một sự liên kết sáng tạo giữa hình ảnh và ngữ nghĩa. Mặt trời của thiên nhiên đem lại cho nhân gian ánh sáng, hơi ấm, sự sống, thì đảng cũng là nguồn sáng kỳ diệu, tỏa ra những tư tưởng đúng đắn, hợp lẽ phải, báo hiệu những điều tốt lành cho cuộc sống. Cách gọi lý tưởng như vậy thể hiện thái độ thành kính, ân tình. Thêm nữa, những động từ bừng, trói càng nhấn mạnh ánh sáng của lý tưởng đã hoàn toàn xua tan màn sương mù của ý thức tiểu tư sản và mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Ở hai câu sau, bút pháp trữ tình lãng mạn cùng với hình ảnh so sánh đã diễn tả cụ thể niềm vui sướng vô hạn của nhà thơ trong buổi đầu tiên đến với lý tưởng cộng sản. Đó là một thế giới tràn đầy sức sống với hương sắc của các loài hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, âm thanh rộn ràng của tiếng chim ca hát. Đối với khu vườn hoa lá ấy, còn gì đáng quý hơn ánh sáng mặt trời? Đối với tâm hồn người thanh niên đang băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời, còn gì quý giá hơn khi có một lý tưởng như cỏ cây, hoa lá đón ánh sáng mặt trời? Chính lý tưởng cộng sản đã làm tâm hồn con người tràn đầy sức sống và niềm yêu đời, làm cho cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn. Tố Hữu là một nhà thơ nên vẻ đẹp và sức sống mới ấy cũng là vẻ đẹp và sức sống mới của hồn thơ. Cách mạng không đối lập với nghệ thuật mà đã khơi dậy sức sống, đem lại một cảm hứng sáng tạo mới cho hồn thơ. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Trong quan niệm về lẽ sống, giai cấp tư sản và tiểu tư sản có phần đề cao cái tôi cá nhân chủ nghĩa. Khi được giác ngộ lý tưởng, Tố Hữu khẳng định quan niệm mới về lẽ sống và sự gắn bó hài hòa cái tôi cá nhân và cái ta chung của mọi người. Với động từ buộc, câu 1 là một cách nói quá, thể hiện ý thức tự nguyện sâu sắc và quyết tâm cao độ của Tố Hữu muốn vượt qua giới hạn của cái tôi cá nhân để sống chan hòa với mọi người. Với từ trang trải ở câu 2, có thể liên tưởng tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc đời, tạo ra khả năng đồng cảm sâu xa với hoàn cảnh của từng con người cụ thể. Hai câu thơ sau cho thấy tình yêu thương con người của Tố Hữu không phải là thứ tình thương chung chung, mà là tình cảm hữu ái giai cấp. Câu 3 khẳng định trong mối liên hệ với mọi người nói chung, nhà thơ đặc biệt quan tâm đến quần chúng lao khổ. Ở câu 4, khối đời là một ẩn dụ
chỉ một khối người đông đảo cùng chung cảnh ngộ trong cuộc đời, đoàn kết chặt chẽ với nhau cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung. Có thể hiểu khi cái tôi chan hòa trong cái ta, khi cá nhân hòa mình vào tập thể cùng lý tưởng thì sức mạnh của mỗi người sẽ được nhân lên gấp bội. Tóm lại, Tố Hữu đặt mình giữa dòng đời và trong môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ. Ở đấy, Tố Hữu đã tìm thấy niềm vui và sức mạnh mới, không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng tình cảm mến yêu, bằng sự giao cảm của những trái tim. Qua đó, Tố Hữu cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học và cuộc sống, mà chủ yếu là cuộc sống của quần chúng nhân dân. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, củ bớt, củ bơ. Trước khi được giác ngộ lý tưởng, Tố Hữu là một thanh niên tiểu tư sản. Lý tưởng cộng sản không chỉ giúp nhà thơ có được lẽ sống mới, mà còn giúp nhà thơ vượt qua tình cảm ích kỷ, hẹp hòi của giai cấp tiểu tư sản để có được tình hữu ái giai cấp với quần chúng lao khổ. Hơn thế, đó còn là tình thân yêu ruột thịt. Những điệp từ là cùng với từ con, em, anh, với số từ ước lệ, vạn, nhấn mạnh, khẳng định một tình cảm gia đình thật đầm ấm, thân thiết, cho thấy nhà thơ đã cảm nhận sâu sắc bản thân mình là một thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ. Tấm lòng đồng cảm, xót thương của nhà thơ có biểu hiện thật xúc động, chân thành khi nói tới những kiếp vôi pha, những em nhỏ không áo cơm, củ bất, củ bơ. Qua những lời thơ ấy, người đọc thấy được lòng căm hận của nhà thơ trước bao bất công, ngang trái của cuộc đời cũ. Chính vì những kiếp phôi pha, những em nhỏ củ bớt củ bơ ấy mà người thanh niên Tố Hữu hăng say hoạt động cách mạng, và họ cũng trở thành đối tượng sáng tác chủ yếu của nhà thơ. Đến đây có thể thấy, về quan điểm nhận thức và sáng tác, bài thơ là tuyên ngôn cho tập Từ Ấy nói riêng và cho toàn bộ tác phẩm của Tố Hữu nói chung. Cần nói rõ, đó là quan điểm của giai cấp vô sản, với nội dung quan trọng là nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa cá nhân với quần chúng lao khổ, với nhân loại cần lao. Từ ấy là lời tâm nguyện của thanh niên yêu nước, giác ngộ và say mê lý tưởng cách mạng. Sự vận động của tâm trạng nhà thơ được thể hiện sinh động bằng những hình ảnh tươi sáng, bằng các biện pháp tu từ và ngôn ngữ giàu nhạc điệu. Từ ấy đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Tố Hữu và trong sự nghiệp thơ ca của ông. Bài thơ không ngừng hấp dẫn độc giả các thế hệ. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.